Nhưng rất nhanh chóng thôi, đã có một pha đáp trả dành cho Desmond Bain. 5 điều. Tình huống vừa qua là tình huống khá là sút rất nhẹ bén. Desmond Bain đã có câu trả lời để đáp trả lại tình huống 3 điểm trước đó dành cho Dinwiddie. Desmond Bain rất nhanh chóng và tự tin. Desmond Bain bị vọng lỗi với Okoro ở trên bảng xếp hạng miền Tây với 31 thắng và 22 thua. Wow, những chỉ số của Desmond Bain khá ấn tượng. 3 trên 3 tình huống ném 3 thành công và 10 điểm cực kỳ. Desmond Bain là người nhận được bóng, side step, ném 3 và 3 điểm được tính để mở màn cho hiệp thi đấu thứ 3 này. Khi cặp đôi trung phong Triple J và Steven Adams không có mặt trên sân là tốt đến nhường nhau dành cho Cleveland Cavaliers. Desmond Bain, 3 điểm tính dành cho Desmond. Cavaliers chỉ phóng xuống corner, tung phát, nhảy ném tốt và đó là điểm số tiếp theo dành cho Desmond Bain. Khi anh đã tìm kiếm được cơ hội rất tốt, Desmond Bain đã mang về 2 điểm được tính. Cũng như tôi nói trước đó, hiệp thi đấu này là của Rubio. Chamberlain đã sử dụng tay mình hơi nhiều. Kích bóng ra, Desmond Bain đã đáp trả thành công dành cho Rubio. Trải nghiệm thế giới thể thao không giới hạn cùng FPT Play.